các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. B. Công việc của bạn và chế độ ăn uống tiết độ. Hỏi: nếu chỉ ăn uống tiết độ mà không quan tâm đến công việc, liệu chúng ta có thành đạt và giàu có chăng? Thành công có phụ thuộc vào việc chúng ta làm việc chăm chỉ hay không? Xin thầy bàn về điều này. Trả lời: tất nhiên, bắt đầu từ hoàng đế trở xuống, cuộc sống luôn đi đôi với thức ăn và công việc. Ngay cả chim thú cũng chạy quanh, tiêu tốn năng lượng cho việc kiếm ăn. Ai cũng phải có, hoặc được cung cấp đồ ăn và công việc. Là người, ai cũng phải làm việc theo một cách nào đó. Nếu không chịu làm việc, thì bạn còn tệ hơn cả chim thú. Người không làm việc thường có xu hướng tìm đến rượu chè và ăn thịt động vật, nên tư tưởng của họ càng hỗn loạn, lười biếng và họ sẽ không thể lao động. Đó là do họ ăn quá nhiều, họ không cảm thấy khỏe và đến hôm sau cũng không thể làm việc. Hàng ngày, tập quán này lặp đi lặp lại. Kết cục là họ bị bệnh. Mọi thứ bệnh là do ăn uống quá mức mà ra. Việc nên làm trước hết là điều chỉnh ăn uống, khiêm tốn và thanh đạm. Ăn đúng phép sẽ tạo nên một tâm trí và trái tim có kỷ luật. Nếu tâm trí của bạn tập trung, mọi người không phải thúc giục bạn làm việc. Thức ăn là quan trọng nhất. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu các bạn thấy hay và bổ ích, các bạn hãy đến ngay nhà sách gần nhất tìm mua sách gốc để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nha. Ha ha ha,